Don't try to get information from me. You must decipher for yourself. Passwords. I need the password to read this code. This is the best evidence we have. You are assassinated because of this. Aren't you? Yaron injury has not been healed yet. Moreover, you have got 3 bullets this time, especially at your spinal column. So, I advise you to take a serious surgery when you back to your country. The fact you are still alive is a miracle. Don't play with your life like the guy next to you. Em muốn hỏi anh cái này, sẵn tiện ở đây em hỏi luôn. Cái ông ship già gì mà em gặp ở đảo Hải Phòng á? Em nói ai? Thì cái ông ship già khiển trách anh đó, bị em ăn vốn đó. Không hiểu tại sao hôm nay bị chập chen cái gì, bắt tổ y tế của em kiểm tra hỏi tùm lum hết trơn. Thuốc này là thuốc gì? Tại sao phải tiêm thuốc này? Ủa, tụi em là lính của ổng hả? Nè, nói cho mà biết nha, em được huy chương hạng 3 đó, ổng có chưa? Gì vậy? Chị, ý em nói là cái anh đẹp trai ở ngoài doanh trại á. Hồi nãy em gặp ảnh em mừng ghê luôn. Rồi em ngưỡng mộ anh lắm luôn á. Em tính xin chữ ký mà không có xin được á. Cho nên là giờ em không biết làm sao luôn á. À, em nói anh sếp anh đó hả? Anh dễ thương lắm. Anh nói gì nữa, anh là tuyệt vời, anh trên cả tuyệt vời. Mà dạo này mẹ của em khỏe không? Mẹ em? Mẹ em. À, mẹ em khỏe. Cũng hay hỏi anh là dạo này anh có khỏe không á. Còn hỏi là khi nào mà anh qua nhà thì nói để mẹ em nấu cho anh ăn á. Vậy hả? Anh cũng chưa lần nào được chính thức chào hỏi mẹ em hết. Hay là em cứ chọn một địa điểm rồi báo cho anh biết. Cháu cứ chọn một địa điểm chính xác rồi báo cho anh biết.
em cứ tìm một địa điểm rõ ràng và cho anh biết nha. Thôi, em không thích đâu. Mẹ em nói là ăn ở nhà được rồi, ăn ở ngoài tốn tiền lắm. Em đừng có lo, anh tính được. Nhưng mà có bao giờ anh giữ lời hứa đâu chứ. Làm ơn đi, anh cần gặp mẹ em. Anh năn nỉ đó. Cái gì mà giờ này tụi nó còn hẹn hò ăn uống? Cái thằng Kiên này, nó đi kiểm tra thần kinh mà nó không tin. Thirty more minutes. You have to take a CT test. I will meet you guys there. Gặp anh em vui quá trời vui luôn. Rồi cô định xin chữ ký của tôi không? Hả? À, thực ra là có đó, nhưng mà chắc là để sao. Tại sao mỗi lần đất nước có chuyện gì là tôi lại phải gặp cô vậy? Thiệt vậy hả? Em cũng không có để ý luôn á. Thôi, em bận lắm, em sẽ phép anh đi trước nha. Tạm biệt anh. Còn cái chữ ký á, em xin anh sao. Tạm biệt anh. Con này, làm sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Tao còn bệnh nhân đang đợi kìa. Tao xin mày 10 phút thôi. Làm gì? Nhưng mà phải ở phòng mày mới an toàn. Mày làm gì lại lút thế? Ai mọc? Thôi mày đừng có hỏi nữa. Nói chung á là tao đang làm việc tổ quốc đó. Tổ quốc? Có biết mày đang cùng nghĩa một cái lén lút này không? Mày nói nhỏ thôi. Mày phải hứa với tao một chuyện. Nếu sau này mà tổ quốc quên tao á, thì bắt buộc mày phải nhớ tới tao, nghe chưa? Ê, cái con nhỏ này, rốt cuộc là có chuyện gì? 10 phút thôi. No one can overhear us. Talk to me. There's only me here. If you want me to help, at least you should be honest. We have 10 minutes at most. Why did you kill Henry, Mark? He's your teammate. Return my belongings fast. You mean this? Put in that chip. I was ordered to kill Sergeant Henry for Jason. Kill him immediately without explanation. Do you know why the Sergeant is a traitor? No. Murdering him is my mistake.
If I'm not mistaken, you and Henry archered paws on the chessboard. Your boss is the real traitor. Don't try to get information from me. You must decode for yourself. But I know the person who was killed by Henry. He's the guardian of traitor in my side. This guy, Gun Huang Xi. He's thoroughly involved with your boss. Why do you try to ask me when you want me to know it all? Passwords. I need the password to read this code. This is the best evidence we have. You are assassinated because of this. Aren't you? My government will take care of its own business. Stop talking. Okay, fine. But you should know. Baha, your boss is really up to something. The deputy minister of Demand Foreign Affairs is on his way. Tomorrow, we must to hand you over to Demand government. Năm phút nữa em sẽ chích cho anh ấy một mũi an thần, rồi anh sẽ ngủ khoảng 5 tiếng. Anh cảm ơn em. Linh. Hả? Sao dễ thương quá vậy? Người ta dễ thương hồi giờ. Where you going, Mark? You can't leave without a doctor's permission. Get out of my way. I have mission to finish. Are you betraying your country? As a soldier of Zeman Army, I never betray my country. I have told you that. You'll be traveling in the morning.
Are you trying to avoid Mr. Devil Demon Minister? She loved your country. I love mine. How could that be, Mark? The traitor is you. Is my enemy. Am I right? Let me go, please. You'll be killed once you go back, even when you have betrayed your country. Oh, Viva, sir. But there's something within us. I said, you're gonna die. If I do, I'll write down hometown. Please, let me go. Mark. I'm just a soldier carrying out mission for my country. I cannot let you get away. I have already prepared for your duck noodle soup in the firefight yesterday. Sorry. This is a failure gift for you. It's steady. How'd you like it? Trực này là em nghỉ sinh phải không? Dạ, dự định là một tuần nữa đó chị. Em nôn quá chị ơi. Cưng quá đi. À, chị nè, chị có thấy bạn trai của bác sĩ Phương chưa? Hình như là làm chức gì cũng cao dữ lắm. Mà còn ngầu và đẹp trai nữa. Chuyện không đẹp trai làm sao có nhỏ đó mê. Nhưng chị thấy cứ nguy hiểm sao sao ấy. Nhập viện với cái ông D-man gì, máu me đầy mình, nhìn thôi thấy ghê rồi. D-man... À, cái ông D-man gì đó cũng đẹp trai lắm á chị. Em nhìn thấy rồi nè. Em thấy thì nguy hiểm, mà đẹp trai thì cũng đáng mà chị ơi. Cái con nhỏ mê trai, bầu bì mất nét, bụng to như thế rồi còn ở chốn đông người cười cười nói nói. Chị nói ai vậy hả? Tôi nói cô đấy. Làm ơn bỏ ngay cái áo blue ra. Nhìn cô ấy, ai dám đến đây điều trị nữa. Chị? Ờ, phải rồi. Người như cô, chắc người ta dám cho điều trị. Tay nghề còn thua xa đứa thực tập. Ở đấy mà lớn lối. Tôi còn chưa nói đến chị đấy. Mặc ngay cái áo blue vào. Nhìn chị chẳng giống một bác sĩ tí nào cả. Ôi mẹ ơi. Cô làm gì vậy? Em đau quá chị ơi. Ra đây người em sắp sinh rồi. Sao mà một tuần nữa mới sinh?
Hình như em bỏ em rồi. Mời chị nghe bác sĩ sản khoa, có người sắp sinh. Mạnh lên. Em đau quá chị ơi. Mạnh lên, thở đi. Mạnh lên. Rặn đây luôn hả chị? Không, ý chị là nắm chắc vào, nắm chắc vào sẽ đỡ đau. Nắm chắc vào. Sức khỏe của anh tốt hơn rồi đó. Cảm ơn em. Anh biết mà. Anh tiễn bạn đi rồi hả? Mà công nhận cũng hay ha. Chưa được sự cho phép của bác sĩ mà tự tiện xuất viện rồi. Tụi anh đâu có thân lắm đâu. Tự nhiên anh thấy mệt quá. Chắc anh phải cần nghỉ ngơi thêm. Ồ. Cũng biết mệt nữa hả? Suốt ngày á chỉ lo cho người khác, còn sức khỏe của mình thì không lo. Alo. Em nghe nè. Hả? Vợ tôi đẻ rồi hả? Rồi rồi rồi, em tới liền. Chị ơi, vợ em đẻ rồi. Vậy hả? Dạ. Đi 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 đi. Bây giờ em đi nha. Ừ. Dạ. Dạ. Trời ơi, đẻ rồi. Thôi, em qua thăm em bé đây. Nghỉ ngơi nha. Đi đi, đi lẹ đi. Anh khỏe lắm, đừng lo. Đi đi. Nằm im ở đây, truyền cho xong chai nước biển. 2 tiếng tôi quay lại. Trốn đi, biết tay tôi. Em sao vậy? Anh phải biết lo cho anh chứ. Anh ngủ luôn đây. Ừ. Senior Lieutenant Mark reporting the execution of orders. I suppress Sergeant Henry's orders. I confirm that I mistook the suspect as a traitor. I have identified the voice who made the wrong order. Over. Great. I've heard you managed to get the SD card. Where is it? Vietnamese government is still keeping silent. So I guess they haven't decrypted the code yet. Did you hide it inside your body? Like in the training? Didn't you? Then the card will follow the traitor's dead body that disappears. Any last words? Please, prepare for Dang Lu Su. If it's possible, I'd like to a special one. That's simple. Anything else? These are all my last words. Now's the time for me to finish my final mission. Eliminate the traitor, Mr. Deputy Minister of Simon, for the fire!